Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Có sức khỏe là chúng ta có tất cả các bạn. Các bạn thân mến, tiếp tục chia sẻ cái góc dành cho các bạn chơi xứ. Thì hôm nay thì Nông Thu quay lại cái chủ đề này ha các bạn ha. Các bạn thân mến, thì nhiều bạn mới bắt đầu bước chân vô nghề chơi xứ thì các bạn cũng không có biết được là cái xứ của mình trồng là mình, hoặc là mình đi mua là cái xứ nó được nhân giống từ hạt hay là được nhân giống từ cái nhánh. Từ Nông Thu cũng sẽ chia sẻ cùng các bạn. Các bạn thân mến, thì Nông Thu cũng mình chỉ chơi cho vui thôi, và đồng thời mình học hỏi một chút kinh nghiệm từ các nhà vườn. Thành ra về cái độ chính xác thì chắc có lẽ nó cũng không được cao lắm. Thì nếu mà Nông Thu trong cái clip chia sẻ này, nếu mà có cái gì mà không chính xác hoặc là thiếu về trong vấn đề kỹ thuật, yếu kém trong vấn đề kỹ thuật, thì mong rằng các bạn và chúng ta cùng nhau góp ý để chúng ta hoàn thiện trong cái nghề chơi càng ngày càng thêm hoàn thiện. Thì các bạn thân mến, thì xứ đây, các bạn thấy xứ thì nó có rất là nhiều giống, nó có rất là nhiều loại, thì mình cứ chia sẻ một số loại thôi, tại vì nhà mình thì cái vườn mình thì nó không có rộng với các bạn, thành ra mình chơi mỗi một loại một chút. Thôi bây giờ ta đi thẳng vào vấn đề. Thì nhân giống xứ thì các bạn đã biết rồi, nhân giống xứ chúng ta có hai cách nhân giống xứ, ba cách, xin lỗi các bạn, ba cách nhân giống xứ. Thì cách thứ nhất thì các bạn có thể ôm từ cái hạt xứ, rồi cái cách thứ hai nữa thì các bạn có thể chiết cành, và cách thứ ba nữa thì các bạn có thể là dân cành. Thì trong cái ba cái phương pháp mà nhân giống của xứ thì cái phương pháp mà tối ưu nhất và phương pháp mà gây là hiệu quả cao nhất là cách chúng ta ôm từ hạt. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn ôm từ hạt thì các bạn chỉ sở hữu được cái bộ đế của nó thôi. Cái bộ củ của nó là nó rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái giống sứ ôm từ hạt thì chúng ta không có được có những cái cây sứ quý. Bởi vì những cây sứ quý chúng ta khi mà nó nhân bản giống cây mẹ thì rất là hiếm. Bởi vì cái phương pháp duy nhất là người ta lại dùng cái cách là nhân giống từ hạt. Xong chúng ta ghép vào thì chúng ta sẽ có được một cây sứ đẹp như ý. Có nhiều bạn thì đi mua sứ, hầu như các bạn không có biết một chút về sứ, các bạn chỉ thấy đẹp, các bạn ngẫu hứng các bạn mua thôi. Thì các bạn lưu ý rằng các bạn hãy nhìn vào gốc sứ, nhìn vào gốc sứ các bạn. Cái nếu mà các bạn mà chơi quen rồi, các bạn mà chú ý một chút xíu thôi, là các bạn chỉ nhìn vào gốc sứ thôi, là các bạn chỉ biết là cái sứ này là nhân giống từ hộp, hay là nhân giống từ cách chăm cành hay chiết cành. Các bạn ha, cái thứ nhất là Nông Thu chia sẻ cho các bạn nhìn ha. Đây, cái thứ nhất là các bạn. Cái thứ nhất đây, gốc thứ nhất là cái gốc này được nhân giống từ hộp, mà các bạn nhìn cho kỹ ha, nó giống như cái bình hồ lô à. nó phình ở dưới gốc, và đồng thời cái nó túm ở trên ngọn lại. Mà đồng thời khi mà các bạn lưu ý là cái nếu mà cái sứ mà nhân giống từ hộp á, thì cái củ rất là bự, củ nó bự lắm. Đây cái mẫu thứ hai rồi các bạn, để mình đến gần để mình sờ mó để cho các bạn xem, để mình chỉ được cái chi tiết hơn các bạn. Ta bên trong lại gần chút xíu coi nè các bạn, thấy không? Đây nè các bạn thấy nó có một cái sứ trồng hộp thì bao giờ cũng vậy, nó có một cái bầu rất là lớn như thế này, đồng thời nó túm trên miệng lại. Còn cái sứ thứ hai, mẫu sứ thứ hai các bạn xem đây, sứ thứ hai là sứ trồng hộp hay trồng nào trồng nhánh đó các bạn. Sứ thứ hai này cũng trồng hộp nha các bạn. Đây là cái sứ này nó nguyên thủy nó 100% luôn. Cái sứ này Nông Thu trồng hôm nay là cái 26 năm rồi. Cái thời kỳ đó mình trồng thì mình có khoảng 10 cây, sau thời gian mình cũng biếu bạn một ít nó chết đi, giờ nó chỉ còn 2 cây thôi. Cái sứ này thì nó lại cái giống sứ cánh, đây giống sứ cánh kép, đây sứ cánh kép, đưa vào cánh kép và cánh đơn, kép và cánh đơn là một trời một vực các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy cánh đơn thì nó rất là đẹp. Cánh đơn này hôm nay rất là đẹp nè. Còn cánh kép đây, cánh kép xin lỗi các bạn, cánh kép nó lộn vài trời. Cánh kép rất là đẹp ha, nó có nhiều lớp cánh đơn đây. Nhưng mà mỗi cái nó đều có cái nét riêng của nó các bạn. Có những người ta thích cái đơn giản, còn không cầu kỳ thì người ta vẫn thích chơi cánh đơn. Tuy nhiên cánh đơn thì nó có cái đẹp của cánh đơn, đồng thời nó bền hơn kép. Rồi đây các bạn nhìn thử cái mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba là như thế nào các bạn? Các bạn thấy không? Cái củ mẫu thứ ba nó không đẹp phải không? Rồi các bạn thử đoán thôi, mẫu thứ ba là nhân giống từ hộp hay là nhân giống từ nhánh. Cho các bạn xem là mẫu thứ nhất đây. Xem là mẫu thứ nhất ha. Rồi, các bạn xem là cái mẫu thứ ba. Rồi các bạn thấy không? Rồi chúng ta tiếp tục chia sẻ với các bạn tiếp là cái mẫu thứ bốn ha. Thứ bốn. Cây huyết rồng của Nông Thu đây. Đây, các bạn thấy không?
bông rất là đẹp, rất là xương bông, rất là xương bông đó. Hôm nào Năm Thu hứng thú thì Năm Thu tiếp tục làm các bạn chia sẻ cái clip các bạn để các bạn mà thụ phấn cho cái sứ. Bây giờ mình cũng không có thời gian thôi, mà thấy rất là đẹp thôi. Rồi các bạn xem gốc ha, nhìn gốc coi, nhìn gốc coi. Cái sứ này, sứ này gieo nhân giống từ từ hộp hay là từ nhánh. Rồi, mẫu thứ 1, 2, 3, thứ 4. Rồi mẫu thứ 5. Mẫu thứ 5 đây. Các bạn xem thử cái mẫu thứ 5 này. Ta nhìn kỹ ha. Mẫu thứ 5 đây. Cái này là từ hộp. Từ hộp hay từ nhánh các bạn. Hộp hay nhánh đây. Coi cho kỹ nha. Khi mua sứ thì các bạn chịu khó các bạn coi cho kỹ. Các bạn mới có sự phán đoán á. Cái này hôm đó thì nó bị thối bên đây, nó thối một cái củ bên đây, mình đã cắt bỏ rồi, bây giờ nó đã liền này, thành ra bên củ này nó thiếu, nếu mà bên đây nó bu thì mới củ nó, cây này rất là đẹp. Rồi cái mẫu thứ 4 này, mẫu thứ 6 đây, mẫu thứ 6 là cái cây sứ của bên kia. Rồi các bạn nhìn coi, nó nhân giống từ hộp hay là từ nhánh. Đó Năm Thu cũng chia sẻ luôn, hỏi để cho các bạn phán đoán đau đầu. Cái mẫu này, đây là cái mẫu thứ 6 là nhân giống từ hộp, các bạn thấy không? Ở trên cái cổ này nè, các bạn nhìn kỹ được. Cái khi mà nhân giống từ hộp đó các bạn, thì cái củ sứ nó rất là lớn, nó rất là dài. Mà các bạn thấy không, khi mà Năm Thu nâng sau một thời gian Năm Thu nâng lên thì cái củ nó đạt cái tiêu chuẩn là từ cái mặt miệng chậu lên tới cái cổ của cái phần nhánh này nó khoảng 40 phân. Là mình không muốn đô bên nữa đó, tại vì khi đô bên nữa thì nó yếu cây, gió nó dễ lật, với cái thứ hai nữa là mình chỉ thích cái nó vừa tầm thôi, cao mình không thích. Chứ nếu mà các bạn cây này các bạn có thể nâng cao thêm một chút nữa cũng được, các bạn thấy không? Đó không, đây là cây sứ này là sứ nhân giống từ hộp, các bạn nhìn thấy nó khác liền. Các bạn khi mà từ hộp nè, các bạn nhìn thấy cái củ sứ mà nhân giống từ hộp thì cái củ sứ mà nhân giống từ nhánh thì cũng khác xa nhau. Các bạn thấy không? Thì bởi vì khi mà chúng ta trồng nhánh á, thì nếu mà dâm nhánh á, thì các bạn muốn cho củ sứ nó đẹp á, thì các bạn thì phải chỉnh nhánh lại, chỉnh rễ lại. Còn cái này lúc trước Năm Thu không chỉnh rễ, tại vì cái cây này nó là cái cây này là cây ghép mà cái dòng sứ này thời đó nó mới ra đó các bạn, thời nó mới ra nó rất là quý, thành ra Năm Thu cũng không muốn động chạm tới cái rễ làm gì, mình sợ nó bị thối rễ á, thành ra mình để nguyên thủy để mình lấy cái mấy cái bông này để mình ghép, thành ra mình để nguyên. Rồi các bạn thấy khi mà mình các bạn mà trồng sứ mà nhân giống mà từ nhánh á, rồi các bạn không can thiệp vô cái bộ rễ á, thì cái bộ rễ nó không phong được đẹp. Các bạn nhìn thấy rõ ràng không, cũng một chờ một việc nè. Đây cái mẫu này với mẫu này bạn thấy khác không, rất là khác các bạn ha. Rồi chúng ta chuyển sang cái mẫu này. Cái mẫu này các bạn thấy thế nào? Đa số là nếu mà các bạn không tin mắt á, những các bạn mà mới chơi lần đầu á, Năm Thu nghĩ là các bạn sẽ nhìn cái bộ cũ này, các bạn nói nó là cây sứ trồng từ hộp. Xin thưa với các bạn hoàn toàn không phải. Đây là cây sứ Ba Tri. Sứ Ba Tri này sứ cánh kép hay lớn. Em này được nhân giống từ nhánh các bạn ha. Nhân giống từ nhánh á, thì các bạn muốn cho nó có cái củ đẹp như thế này, củ bự như thế này, thì các bạn nên nhân giống nhánh từ lúc nó còn nhỏ, nhánh nhỏ. Nếu mà cái nhập các bạn nhân giống cái nhánh từ bằng ngón tay cái á, thì cây sứ của các bạn sau này lớn lên bộ củ nó đẹp, không thua gì cây sứ mà các bạn trồng từ hộp. Bởi vì khi các bạn trồng cái nhánh nó từ nhỏ, nó lớn từ từ, thì cái bộ rễ nó phát triển nó tương ứng theo cái nhánh, nó theo tỷ lệ thuận với cái nhánh, nó lớn dần theo cái nhánh. Còn nếu các bạn mà cưa một cái nhánh thiệt là bự, ví dụ như cái nhánh bự như thế này các bạn nhân giống các bạn trồng nó vẫn lên, nhưng mà sau này những cây mà các bạn mà nhánh bự như thế này á, thì nó sẽ cũ, nó nhỏ, nó không đẹp. Như trường hợp này các bạn thấy không, cũ rồi nó không đẹp. Cũ này nó bàn ra, nếu mà ngày xưa mà chịu nắng nót lại thì nó cũng tạm được thôi, nó không đẹp. Nếu các bạn mà muốn chơi sứ mà cho cái cũ nó đẹp á, thì tốt nhất là các bạn nên dâm nhánh là cái tầm cỡ này nè các bạn, cái tầm cỡ này các bạn dâm nhánh thì sau này nó sẽ có được cái bộ cũ đẹp hơn. Tuy nhiên thì hiện tại thì tất cả những cái người mà chơi sứ mà không chuyên, cũng như là tất cả những cái vườn sứ không chuyên nghiệp, thì khi mà người ta nhập sứ về, người ta là mua sứ nguyên liệu từ cây sứ năm cánh như thế này đây. Năm Thu có cái từ ngữ là gọi là cái sứ nguyên liệu dành cho các bạn mà chơi trong cái nghệ sứ á, thì các bạn thấy là cái sứ nguyên liệu nó là cái sứ này, cái sứ nó có lâu đời rồi, mình tạm gọi nó là cái giống kiểu cổ đi
tạm gọi nó như thế đi. Cái giống này tuy rằng cái bông nó không đẹp nhưng mà nó có một cái sự vượt trội hơn những cái giống cánh kép này, là bởi vì cái sức sống nó rất là mạnh và đồng thời cái bộ củ nó rất là đẹp. Thành ra khi mà muốn mà phát triển nhân giống đại trà thì người ta thường cái dùng giống xứ này, giống tứ này. Nếu mà các bạn mà để tự nhiên nó cũng có trái, rồi các bạn mà thụ phấn cho nó thì càng dễ, bởi vì nó chỉ có 5 nhánh nè, chúng ta dễ thụ phấn hơn, xé ra thụ phấn được liền. Rồi hôm nào tôi sẽ chia sẻ các bạn cái thụ phấn thứ ha. Rồi khi mà người ta gieo hạt đó các bạn, gieo hạt thì trong vòng khoảng chừng một năm thôi là cái sứ nguyên liệu á, tạm gọi là sứ nguyên liệu, thì khi mà sứ nguyên liệu nó lớn rồi, cái củ nó bằng cỡ bằng cùm tay năm thu rồi ha, cùm tay, thì người ta sẽ cắt, người ta sẽ ghép vô. Mình muốn ghép vô cái giống sứ gì mình ghép giống sứ đấy, các bạn thấy không? Đây, cái sứ này là củ này, củ sứ nguyên liệu nhà vườn nhập về xong xuôi rồi người ta sẽ ghép vô. Nếu mà các bạn ghép ngay từ nhỏ đó, thì sau này khi cái sứ mà bạn nó lớn lên, từ từ những cái sẹo nó không còn nữa thì nó hoàn toàn nó giống như là cái mẫu sứ zin đấy. Nếu mà chúng ta mà ghép lớn, ví dụ các bạn ghép lớn mà cái tầm ghép là cỡ như cây này thì năm thu cũng ghép được, nhưng mà ghép những cây sứ lớn như vậy thường nó để là những cái sẹo á, những cái sẹo ngay cái đầu nhánh như thế này mình nhìn rất là chướng con mắt, là mình không có thích các bạn ha. Đây cây này nó có trái rồi các bạn nè, có trái nè, trái này. Trái nó đẹp, các bạn thấy không? Đó, ta dùng trái có hộp và ta dùng gieo ôm vô, bắt đầu cái mình tiến hành mình đưa mình cho nó lớn rồi, bắt đầu cái mình ghép. Giống sứ bài tri này cũng rất là đẹp các bạn ha. Sứ bài tri này, cái sứ này, sứ nó chỉ có hai lớp thôi, mà mình thì mình thích cái màu hồng của nó, màu hồng của nó rất là tươi, nó tươi tắn ha, nhìn nó trẻ trung yêu đời, già già nhưng vừa yêu đời lắm, nên nó cũng phải cái màu này. Đây là các bạn ha, khi mà các bạn nhìn rõ thì các chụp cái củ sứ bên đây, đây nè, củ sứ bên đây nè, các bạn thấy không nè, đây là nhân giống từ từ cái củ ra, từ cái mới lộn hoài, nhân giống từ cái hộp nè, các bạn thấy không? Khi mà các bạn lưu ý ha, cái củ của nó bao giờ nó mọc lùa. Khi mà chọn á, các bạn mà chọn mà cái củ sứ cho đẹp á, thì các bạn chơi á, thì các bạn nên nhớ mình chọn cây sứ mà nó có cái chiều củ nó buông ra thế này, nó buông đều bốn phía ha, các bạn đừng có chọn giống như là những cái củ sứ nó rối như bên đây là các bạn thấy không, mình đã xả củ nhiều lần rồi, các bạn thấy những cái nhánh mà nó rối như thế này nè, nó rút rút như thế này nè, cái sau thời gian mà cái sứ nó lớn lên đó, nó siết lại, nó siết cái củ là nó làm củ không đẹp. Cái củ mà các bạn buông đều ra thì nè, thì sau này lớn lên củ đẹp hơn, và giống như cái củ sứ bên đây là củ này phải nói là cũng là khá chuẩn đó các bạn. Khóa chuẩn các bạn thấy không? Cái củ nó không bị rút, nó không bị rút vô nhiều. Khi mà các bạn đó, nó cứ xoắn là cái đường xoắn của nó dài ra đó, thì khi nào lớn lên thì nó phát triển nó cũng rất là đẹp, chứ không có trường hợp như thế này là nó cũng không đạt yêu cầu lắm đâu các bạn ha. Rút nhiều quá thành ra mà khi cái củ sứ á, các bạn mà trồng một thời gian các bạn thấy nó bị rối á, thì lúc đó các bạn dỡ củ sứ lên, mình để cho mình rửa sạch sẽ, mình không gió trong vòng khoảng chừng 2 tuần. Khi mà củ sứ nó mềm rồi á, thì các bạn tiến hành các bạn kéo củ sứ ra, kéo giãn củ sứ ra, thì cái củ sứ nó sẽ đẹp hơn. Như cây này đây, cây này củ nó rất là tự nhiên ha. Củ sứ này rất là tự nhiên. Cây này là cây tên gì ta, sứ thơm mình đây. Sứ này kêu Minh Thi Năm là các bạn thấy không? Cũng còn cái dấu khất đây, cái khất này để người ta khi mà người ta ghép vô cái củ sứ nguyên liệu ghép vô. Có nhiều bạn không biết sao các bạn bắt đầu chơi cây sứ, không riêng cây sứ mà chơi những cái dòng bonsai khác, các bạn cứ thích mà cái rễ nó xoắn vào nhau, nó đan vào nhau, nó rối như là tơ giò chăm mối, thì có nhiều bạn thích kiểu vậy. Các bạn nếu mà các bạn thích chơi kiểu đó thì cái đó là sở thích riêng của các bạn, thì Nam Thu không có bàn cãi, không thu có ý kiến gì, Nam Thu chỉ khuyên các bạn ra chúng ta nên chơi trường hợp mà nó rối như vậy, các bạn gỡ được lúc nào các bạn cứ gỡ, đừng có để nó lớn lên nó sẽ bị vón cục lại, nó bó cục lại thì nó sẽ không đẹp. Nó nhỏ thì các bạn nhìn thấy nó lạ vậy, chứ lớn lên nó không có đẹp đâu. Bên đây cây sứ rồi các bạn, được nhân giống nè, sứ này được nhân giống từ nhánh nè. Cây này là cây, các bạn thấy không, phun bông đã không, cây này cái thằng tài, thứ thằng tài. Cái này lúc trước á, thì mình có một người bạn biếu, thì nó có được 5 nhánh như thế này. Khi mà người ta ghép với mình lên cao rồi các bạn, tự nhiên nó thiếu thối cái cũ. Khi mà thối cái cũ rồi các bạn chú ý ha,
hứa cái cũ các bạn tiến hành các bạn cắt liền. Các bạn khi mà năm thu cứu cây này thì năm thu cắt nhánh lại, cắt nhánh là năm thu cứu được mình, sau đó mình cứu được hai nhánh còn lại thúi ba nhánh và cũ nó cũng quăng luôn. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy khi mà các bạn mà trồng nhân giống từ cái nhánh đó, thì cái củ này nó cũng có ở dưới rồi các bạn, nhưng mà các bạn không nên năm thu thì không có bao giờ nôn nóng trong cái vấn đề là chuyện để kích cái củ nó bự hết. Củ muốn bự thì cho từ từ nó bự, kích nó bự sớm quá thì cũng không hên, sớm quá thì cái củ nó sẽ bị yếu, nó sẽ dễ bị chai củ, thứ nhất là chai củ, cái thứ hai là nó non quá nó dễ bị thối các bạn ha. Cái mỏng sứ thằng Tài này cũng có một thời kỳ làm mưa làm gió trên cái thị trường chơi sứ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng khi đã nó nóng lên thời gian thì nó cũng hạ nhiệt thôi, nhưng mà năm thu thấy thì cũng rất là đẹp các bạn ha. Các bạn nhìn thấy cái bông không, cái bông là cây này nó có lẽ nó cũng lai lai tại sao nó cũng không từng, năm thu thấy cái cánh của nó có những cái vết sọc sọc như thế này rất đáng yêu các bạn ha. Rồi, clip hôm nay thì năm thu cũng là chia sẻ với các bạn cách nhận biết từ cái củ sứ, cây sứ của mình là mình chơi là cái sứ mình được nhân giống từ củ hay là nhân giống từ nhánh, thì cái sự lựa chọn thì cuối cùng vẫn là của các bạn. Cái củ mà từ nhánh á, thì nó có đẹp của nhánh, và cái củ mà nhân giống từ từ cái hộp á, thì nó có đẹp của cái hộp. Đây các bạn thấy không, đây cái sự nhân giống từ nhánh đây, nó cũng có đẹp của nhánh chứ bộ đâu ai chơi đâu. Nhưng mà đa số các bạn lưu ý là nhân giống từ nhánh thì cái tỷ lệ mà củ mà đạt yêu cầu như thế này thì rất là thấp, đa số là những cái củ nó phè phè phè, nó như thế này đây, nó không có đẹp. Còn củ nhân giống từ hộp thì bao giờ nó cũng đẹp hơn. Lần nữa thì nhắc các bạn ha, khi mà các bạn mà mua sứ thì các bạn xem củ, thứ nhất là củ to bóp củ ha, củ người ta cho bóp chứ bộ, người ta bán phải cho bóp, bán không cho tôi rồi tôi bóp thì đâu nguồn chi. Các bạn bóp thấy cái củ nó cứng ha, củ nó cứng đồng thời nó có những cái đường răng như thế này đây các bạn. Nó có những cái đường răng như thế này là cái củ đang phát triển nè, đang phát triển rất là tốt nè. Củ này là củ tương lai, nó sẽ phát triển rất là bự, những cái củ nó có cái đường răng như thế này. Còn những cái củ mà thực dạng mà nó chai lì như vậy đây, nó chai chai như thế này là cái phần này nó không phát triển được nữa, nó rất là chậm mà nó phát triển như cái phần răng như thế này đây. Thành ra khi mà các bạn nhìn vô cái củ thì các bạn biết được là cái mình sở hữu được một cái cây sứ của mình là cái củ nó là tương lai hay là cái củ của nó là nó sẽ già cỗi rồi, để các bạn có sự lựa chọn cho chính xác. Thì đến đây thì năm thu cũng xin nói là chia tay với các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn về cái chủ đề đó đi. Cái vấn đề cuối cùng vẫn là các bạn, bạn thích chơi cái củ từ nhánh hay cử từ củ cũng được, cho năm thu muốn chia sẻ để cho các bạn có cái sự nhìn nhận cho nó chính xác, khách quan hơn. Bởi vì khi mình chơi thì mình phải biết chứ, nhiều người cắm đầu cắm mũi chơi mà người ta hỏi không biết gì hết, cái đó cũng không hay lắm. Đến đây năm thu cũng xin nói là chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bạn hãy đăng ký kênh để nhận được từ Đồng Thu những video mới nhất. Bye bye.